Dạ hello anh chị, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay bên Trường Anh này tiếp tục về thêm một con Kia Carens. Con này sản xuất năm 2010, bảng số 49A09092. Dòng xe 7 chỗ máy xăng nha anh chị nha. Con này là bản thiếu máy 1.6. Tùng sơn thân vỏ của em nó bận cho em nó một cái áo màu bạc anh chị nha. Cụm đèn là nguyên rin ốp inox hết toàn diện. Bốn vỏ còn rất mới, bốn vỏ còn 80%. Mâm là mâm đúc. Mâm đúc theo xe anh chị nha. Bốn vỏ còn mới lắm, đồng sơn không một vết trời luôn. Xe vừa mới đi trời mưa về cho có những cái đốm sình là nó văng lên thôi. Con này rửa một cái là đẹp lên ken ngay anh chị nha. Đó là dòng Kia Carens đó anh chị, 7 chỗ. Mua về chở gia đình đi chơi rất là thuận tiện công việc của anh chị nha. Bốn vỏ là mới lắm, mâm nè anh chị thấy không. Tích hợp là màn hình cam dê theo xe rồi. Phía sau chủ nhà độ cho em nó một cái kẽn nữa nè anh chị. Đời 2010 đời cao nhé. Em nó bận xem nó một cái áo màu bạc à. Bốn vỏ đẹp đều như nhau nè, 80% nè. Mâm rin theo xe nè anh chị coi gầm bề nè. Nó gầm bề ở trong mà không có một xíu mục ngọt luôn. Mua về là sử dụng thôi. Đây nè. Xe này có sale thì Trường Anh báo vậy nha. Xe này ngày xưa trước người ta cũng lấy chạy dịch vụ của anh chị nha. Đó là báo luôn. Xe có như thế nào là em báo chuẩn như vậy, em không nói thêm nói bớt nha. Đó là phương châm và đức tính làm việc của em á. Ghế ở trong bọc hai màu đỏ đen. Sàn rất là sạch sẽ, hai dàn lạnh. Dàn lạnh trước, dàn lạnh sau đang hoạt động hết nha. Trần là trần nỉ nè anh chị. Bọc chi lông cách nhiệt hết toàn diện con xe nè. Còn mới tinh nè. Đây là phần tắp bi cửa nè. Những cái vân gai trên tắp bi cửa nè. Nó chỉ có những cái vân gai nè. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc tông va trên con xe nhé. Đó chị thấy keo chỉ trên nguyên bản không. Đây là những sóng lường xe nè. Không một dấu hiệu là móp méo nhé. Đây là sóng lường sóng gân của xe nè. Bên tài nè anh chị ạ. Bên tài tích hợp trên xe là có gương chỉnh điện, lốc kính, lốc cửa. Dòng xe này nó đã qua dịch vụ nha. Xe có sao thì Trường Anh báo luôn. Đây là keo chỉ nè. Được cái chiếc máy nổ rất là êm ái luôn. Đó, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau anh chị nha. Ghế là ghế nguyên bản theo xe đây ạ. Đây là chỉnh hơi nè. Hơi lên hơi xuống nè, đôn hơi nè, hạ hơi nè. Đầy đủ hết trên con xe rồi. Vô lăng bốn chấu nè. Đây là vô lăng bốn chấu nè anh chị nha. Trang bị màn hình cam dê. Quân số nguyên bản theo xe luôn. Nó mua về tích hợp anh chị chở gia đình đi chơi thôi. Chạy kinh doanh dịch vụ cũng còn kịp nha. Đây là keo chỉ trong nách nè. Đây là phần keo chỉ trong nách nè anh chị ạ. Đó, chị thấy keo chỉ trong nách không? Bốn cửa đẹp như nhau để cho anh lên cho anh đề máy, cho anh test cho anh chị coi nha. Dòng Kia Carens này có thắng chân anh chị nha. Thắng tay và thắng chân đây nè, chỗ này nè. Anh chị chỉ cần kéo cái này lên thôi. Kéo, đó, kéo lên là khóa, mở nè, khóa nè. Đây nè, đó, khóa rồi đó anh chị. Để nhẹ phát máy nổ rồi. 265.352 km nha. Chờ lực lái rất là nhẹ, chờ lực lái ngồi một chỗ sau vô lăng đèn còi nè. Trang bị cho em nó một cái còi ngân. Mọi thứ chức năng cho đồng hồ không có xíu lỗi lầm, báo thắng tay, báo cửa đầy đủ hết. Màn hình, cam dê. Con này là ngày xưa chạy dịch vụ nha anh chị nha. Đó là Trường Anh nhắc luôn nha. Chứ xe em bán ra em không có ngại ngùng đâu. Xe có chạy dịch vụ mà quan trọng là chất xe nó còn, máy nó còn êm lắm. Tắp bi cửa, những cái vân ga trên phần tắp bi cửa anh chị coi nè. Kèo cột là nguyên bản của xe, không có dấu hiệu đâm va hay cứng đục. Giá cũng hợp lý đến với tay người tiêu dùng. Đây nè anh chị, Trường Anh sẽ chỉ những cái điểm dịch vụ cho anh chị coi nhé. Sau này anh chị biết được cái chất xe nhé. Biết được cái xe, những cái xe mà anh chị đi mua về anh chị coi đi nè. Thứ nhất là anh chị coi trên phần tắp lô nè.
đó, có khoan đục nè, thấy gì thấy chưa, khoan đục chém lại nè, đó đó là như vậy nhá. Và đây nè, thấy gì thấy chưa, hai cái lỗ nè, đó xe có sai thì báo vậy. Có những cái vân gai trên phần tắp lô nè anh chị, trên hết kèo cột nguyên bản đeo xe hết nha. Trời lực lá nhẹ lắm, máy lạnh đang mở đây, trang bị điều hòa tự động nè, điều hòa tự động nhé, mọi thứ còn đang hoạt động luôn, gió lớn gió nhỏ đây nè anh chị ạ. Tắt nè, mở nè, ô tô 17 nè, mở phát lạnh ngắt nè, mọi thứ chức năng ưu tiên. Test phần máy cho anh chị xem nhé, trải nghiệm cùng với dân anh phần máy nữa. Máy êm lắm, máy nổ cực êm, hơn 200 triệu anh chị có thể sở hữu được con Kia Karen, dòng xe Kia đi siêu bền luôn nha anh chị nhé. Là form dáng 4 cánh cửa nè anh chị, coi rất là đều, không có một dấu hiệu là tông va móp méo nhé, trên con xe luôn. Đó, form dáng nè. Đây là phần máy nè. Phần máy bên em còn đưa qua công nghệ 4.0 chỉnh sửa làm đẹp toàn diện hết trên con xe rồi. Đây là anh chị, máy móc nè. Hoạt động là rất là êm ái. Máy con này 1.6 nha. Đây nè. Máy đang hoạt động nè. Xe để cho anh test phần độ hơi cho anh chị coi nhé. Xe là không có tí đồ hơi gì đâu, đây nè, đèn đầu rất là khô ráo nhưng không có một xíu đồ hơi luôn, mạnh mẽ, 1.6 thì không có hao xăng bao nhiêu luôn nha. Đó, máy đang hoạt động đó, kèo cột là không có dấu hiệu là cứng đục hoặc không vai trên con xe này nha. Đó, xe có sao chừng anh quay cận cảnh cho anh chị luôn đó. Sóng vàng khuyên riêng hết, phía trong này người ta đã có sân dập anh chị nha, rồi báo luôn, xe này hết sân rim rồi nha, xe hết sân rim rồi, xe này đã được tắm qua bột nước rồi. Chừng anh nhìn cái chất sơn chừng anh biết nha, à, trước cản trước nè cũng sơn lại rồi nè, có máy móc nè, rất là êm ái. Nói chung là con này chủ nhà của người ta cũng đã dọn rồi, nảy cách nhiệt là không có dấu hiệu là rách rưới nha anh chị nha. Đó, để phần nảy cách nhiệt chưa, không có dấu hiệu nắp rách rưới luôn cho nắp cabo nè, những sóng gân cho nắp cabo nè, keo chỉ bốn cánh nó đẹp như nhau nè, không mất một phần nào luôn nha. Được cái con này không có cứng đục, xe này đã từng trải qua dịch vụ, đó là Trần Anh nói nha anh chị, nhớ kỹ cho Trần Anh nha. Đó là vậy, xe có sao nói thẳng nó chuẩn nha. Hơn 200 triệu một tí xíu thôi, anh chị có thể sở hữu được con này rồi. Anh chị mua thì Trần Anh có bớt cho anh chị luôn nhé. Đó, phong dáng của em nó đây. Đóng nắp cabo đi test cho anh chị coi nè. Đăng kiểm nó tháng 1 năm 2021 anh chị nha. Đăng kiểm rất là sâu nè, tháng 1 năm 2021 rồi anh chị ạ. À, bốn cánh cửa nè. Đó, tắp bi những cái vân gai nè, keo chỉ bốn cánh nè. Không có dấu hiệu là chạy chỉ lại nha. Đây là chỉ rim đeo xe đó anh chị, đây là những cái sóng gân nè. Đó, không một xíu tác động là móp méo như con xe luôn. Mua về là chạy thôi. Học để đồ đầy đủ hết, móc khóa nè, đầy đủ trên con xe hết rồi. Đây là kèo cột là không dưới hiệu là đâm vai xô đẩy trên con xe anh chị nhá. Này lột ra cứng quá. Đây là anh chị coi, đây là những cái đinh bấm nè. Đây là những cái đinh bấm nguyên bản đầu xe nè. Đó, anh chị thấy chưa, không có dưới hiệu là móp méo luôn. Nách cửa nè, trong nách cũng sơn lại hết rồi nha.
Đó, kem chị trong nách nó rất là liền lẹt anh chị thấy không? Cứng đụng là không có anh chị nha. Kem đen với anh chị cứng đụng là không có. Anh chị biết tính dần anh rồi. Xe có sao nói vậy. Không nói thêm nó bớt, không là mất thời gian của anh chị luôn. Giá thì có hơn 200 triệu thôi. Nó hơn con ghe, nó thua con ghe Monin nữa. Nó là vậy. Dòng xe 7 chỗ. Mua về anh chị có thể kinh doanh, chạy dịch vụ ok, rất là ok luôn. Với số tiền 200 triệu anh chị đã sở hữu được con Kia Karen rồi nhá. Dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Đó, dòng xe 7 chỗ, ghế rất là sạch sẽ anh chị thấy không? Không có dưới rách rưới luôn, ghế phía sau nè. Đó, đây là phần ghế phía sau nha. Sạch sẽ chưa? Đèn đóm nguyên bản zin hết theo xe từ anh Z. Nách cửa bên phụ nè anh chị coi nè. Đó, keo chị trong nách nè. Rất là ok. Đây là những sóng lường nè. Không có dấu hiệu là tác động tung vai hay cứng đụng những con xe nhé. Đó, anh chị coi kỹ cho chừng anh nè. Đó, chất xe nó có vậy thôi. Giá tiền thì nó rẻ lắm. Đó, cốp sau nè anh chị ạ. Đó, phần cốp sau của em nó nè. Đây nè anh chị coi cho chừng anh là những cái đinh bấm nè. Không có một dấu hiệu là tông ve luôn. Nó coi vậy là hiểu rồi nhá. Đây nè. Đây là những cái đinh bấm rin nè. Đinh bấm điện như mẹ nó xe nè. Keo chỉ phía sau nè. Đó, chị thấy keo chỉ phía sau không? Không mất một phân chỉ nào hết nhá. Đây chủ nhà nó trang bị đồ gì đây, cái này là cái gì đây, cái này là cái hút, máy hút bụi, máy hút bụi anh chị nha, vỏ đồ siêu cua nè, đầy đủ hết rồi. Gấp ghế lại nè anh chị ạ. Gấp ghế lại là phía sau anh chị có thể chứa một cái khoang đồ rất là lớn nha. Đó, chừng anh đã gấp ghế lại rồi đó anh chị. Bây giờ xe con trên con xe còn chỉ là 5 chỗ thôi anh chị, mà chở nhiều người anh chị dừng hai cái ghế lên nhé, là có thể chở được 7 người. Nhưng mà anh chị gấp ghế lại, khoang hành lý phía sau rất là lớn, anh chị có thể chở đồ đạc mọi thứ phía sau ok hết nhé. Là xe còn 5 chỗ. Đó, mua về là chạy thôi anh chị ạ. 49E09092 nha. Chừng anh quay luôn cái phần gầm cho anh chị xem nè. Anh chị trải nghiệm phần gầm cùng với chừng anh nhé. Đây là phần gầm xe nè. Đây là phần gầm nè. Dưới phần gầm chủ nhà cũng đã sơn lại phần gầm cho có chống mục rồi nha anh chị nha. Đây là gầm bè anh chị thấy không? Không có một chút xíu là mục vọt luôn nè. Đó là phần gầm xe đây. Đó chị coi kỹ nhá. Gầm xe nè. Không có một chút xíu là mục vọt nè. Đó, bình xăng phía sau nè. Phía gầm chắc lắm, gầm còn rất là chắc. Đời cũng khá là cao. Đời 2010. Anh chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô nhé. Bốn cánh cửa nhìn đều lắm, úp body, bốn vỏ được 80%, đèn còi không thiếu cái gì đâu ạ. Mua về là chạy thôi. Đó là phong dáng con Kia Karen mà em giới thiệu đến toàn thể các anh chị á. Em quay luôn phần gầm cho anh chị coi nè. Em quay hai bên cho anh chị nhìn kỹ nhé. Đây là anh chị coi phần gầm nè. Anh chị thấy chưa? Gầm mới tinh nè. Không có một xíu là mục mọt nha. Đây là cái đà dằn ở dưới gầm nè. Rất là thẳng. Máy móc đây hoạt động nè. Máy khô réo lắm. Anh chị thấy không? Máy móc là chưa có dấu hiệu bổ máy ra làm nhé. Chưa có dấu hiệu bổ máy hay chỉnh sửa gì luôn. Dịch vụ có qua sử dụng. Đó, xe có sao là báo vậy. Không có dấu hiệu là cứng đụng. Biểu tượng kính là Kia Karen. Còn nguyên bản hết nè. Kính Kia nè. Không có dấu hiệu là thay thế luôn nha anh chị nha. Đây là kính Kia nè. Đó, mua về là chạy thôi anh chị ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng nhé. Một lần nữa chị anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.